Các tập đoàn của Mỹ đang phải gánh chịu nhiều khoản nợ lớn với con số đạt gần 10.000 tỷ đô la Mỹ. Điều này có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với cả các doanh nghiệp lẫn nền kinh tế. Đó là cảnh báo vừa được Washington Post đưa ra. Con số này đã phá vỡ mọi kỷ lục về nợ trong lịch sử nước Mỹ và tương đương với khoảng 47% toàn bộ nền kinh tế số 1 thế giới. Kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, các tập đoàn đã vướng vào bê bối nợ nần với những số liệu làm bất ngờ các chuyên gia kinh tế. Trong những tháng gần đây, các chuyên gia đã cảnh báo